nó sẽ cùng phải em như cảm xúc. Em làm cái gì vậy hả? Em theo dõi tôi hay gì? Dạ không có, thiệt ra thì em muốn nói là... Nói gì nói nhanh. Dạ em thích anh. Em rảnh quá. Sao rồi? Điểm bà thi hôm bữa cao không? À, cái bài kiểm tra hôm bữa tôi được 9 điểm. Bà biết tôi rồi đó, có bao giờ thi mà điểm thấp đâu. Ờ, đúng rồi đó. Nhưng mà sao điểm cao mà cái mặt buồn hiu vậy? Không có gì đâu. Tôi lên lớp trước nha. Ê, 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 ê. Cái gì vậy? Sao hôm nay lạ vậy? Bộ thất tình hay gì? Ha. Ê, ê. Mà bà kể tôi nghe cái vụ bà tỏ tình ông Đạt hôm bữa đi, sao rồi, dính chưa? Thì mọi chuyện không như bà nghĩ đâu. Cái ông đó, ông khó gần muốn chết luôn. Cái mặt lúc nào cũng hầm hầm, quạo quạo. Tôi vừa tỏ tình xong, cái bỏ một mạch đi về luôn. Làm quê muốn chết luôn à. Thiệt tình, tôi thất bại rồi. Thì có biết đâu, mình thử mình mới biết được. Nhưng mà biết đâu cái mặt ông vậy he. Nhưng mà ông nhớ bà thì sao? Thôi đừng có buồn nữa. Thôi tôi không dám mơ tới nữa đâu. Ổng á hả, suốt ngày quạo 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 quạo. Mà nhắc tới cái chuyện đó càng thêm buồn nữa. Thôi coi như giờ chuyện tới đâu tính tới đó đi. Tôi dư lớp trước ạ. Tức gì tức ba? Nhưng không được đánh lộn cái gì. Đấy, đi ra đây. Tôi chú solo. Hôm giờ không đánh lộn với mình của mày quá. Chơi chơi à. Bỏ thò rồi coi. Tự nhiên á, cái một thằng du đảng hay bao một đánh nhau một thằng giang hồ chợ lớn. Chi vậy? Anh đang cười người ta hả? Mà nhắc chợ lớn mới nhớ nha. Bây giờ học quá học luôn á. Không có thời gian qua đó luôn á trời. Mà biết chợ là thằng nào có quậy bên đó không trời. Nghe nó nói không? Làm như nó ham học lắm bạn. Mày cứ vậy à? Nghe học học đỡ quá. Ê, nhắc trời lớn mới nhớ. Thằng Mát với thằng Báo rồi sao? Hai thằng đó chắc hôm qua rủ nhau kẻ cho lố vô. Hôm nay ngủ chưa dậy gì nữa. Nghe vậy. Người đã đi rồi, còn đây một mình tôi với yêu thương ta tới. Tức là mày chết Linh Lâm Báo à? Tụi tao mới nhắc mày xong luôn á. Ê, mà có thèm vô mày móc nói đến để dành là cúng. Hả? Yên tâm, khen tôi đẹp trai hả? Yên tâm đi, cái gì với cái đó tôi biết mà. Anh em lúc nào cũng khen tôi đẹp trai hết trơn á. Ngại muốn chết. Bởi vậy, nhiều lúc đi chung với mấy chú á, tôi biết mấy chú là người không có nhan sắc, mấy chú ngại với tôi đúng không? Thôi, anh em bỏ qua đi mà. Đúng rồi, đẹp. Mày đẹp cái nét này nè. Tao không mày cười tươi lại như nãy coi. Đúng rồi, cái nét của mấy thằng lão cái nè. Không chạy đâu nữa đấy. Điếm nữa. Rồi đi mấy cha. Bớt ganh tị đi. Dối lòng mình nữa. Không, cái này tôi nói thiệt này không dối lòng. Từ ngày mà chú chơi chung với tôi á, thấy cũng ổn, cũng bớt hèn rồi. Nhưng mà sao tự nhiên đổ bóng rồi. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè. Sao anh em của con ai cũng gánh tị với con. Anh Long ơi, lấy lại công bằng cho em đi. Ghê quá, quỷ lão cái này. Điên. Có đâu chồng quá. Tâm tư lúc này, muốn nó sao cũng phải em như cảm xúc thơ. Cứ sao anh vẫn nghe thơ. Ngồi đây nha. Tôi ra ngồi cái công việc cái. Ê. Ê. Gái nữa rồi đó. Tại một cô nhạc sai con đường mê hồn hương của lưới tình. Biết hư nhưng mát hết. Phục. Tính ra hà như tụi nó cũng có cái ra cái vô. Đâu như anh em mình. Ế lắm anh à. Ồ.
Tính ra tôi chú không có bồ luôn hả? Trời ơi thì đúng rồi, hai chú ế là do hai chú xấu gì nữa. Ê, mày hết muốn đi học rồi hả? Không, đâu có. Ý tôi nói là hai chú không có liên quan gì tới gái gú, là do hai chú thích một mình chứ không phải là sợ cô đơn. Cũng điếm á. Cứ vậy thôi. Phải như tôi hay đi kiếm con nhỏ nào chồng ta. Đợi em nói. Trời tới rồi nó khác. Cô bé à, có thể nào cho anh mượn chỗ này một xíu được không ạ? Chào em, có phải là em đang chờ đợi nghệ sĩ cắt báo đúng không? Nghệ sĩ cắt báo là ai vậy anh? Anh biết là em đang rất là bối rối, nhưng mà em cũng không nên tự dối lòng mình như vậy đâu. Nghệ sĩ khắc báo là một người ai cũng biết ở trong cái trường này mà. Đó chính là anh. Một người vừa đẹp trai, tài giỏi, hào hoa, ga lăng và ức. À đây, ví dụ cho em thấy. Một người con gái chân yếu tay mềm như em không thể nào làm những việc như vậy được. Hãy để cho anh. Anh luôn luôn là người quan tâm chăm sóc cho phụ nữ. Nhìn là biết không làm ăn được rồi. À không, tại á. Thề luôn á, tao chưa thấy nào cô gái ngu như thằng này. Con bé đó mà chịu thằng đó tao cũng quỳ lại luôn á. Ăn gì mà nó vừa sớm vừa đần. Ê, vậy cũng được luôn mày. Nó hay là hay ở chỗ đó đó. Sao tao nhớ là con gái là mình phải nó có chiêu có đồ gì sao mà ngu như cô được. Bớt thề đi, có điểm nước đi. Sao thường thường có nhớ ở nhà ông bà già là thấy đẹp trai lắm mà ta. Ủa mà Nguyên chuyển tới trường này hồi nào? Sao nói cho tôi biết? Mới chuyển mấy ngày à. Mà trước sau thì cũng gặp. Nói chứ làm chi? Bạn bè vậy đó. Thì sao cũng quen biết lâu rồi mà. Mà con học khu nào? Trường khu B, còn ông? Trường khu A, lớp A1. Để nói mà nghe, cái trường này toàn là những thành phần gì đâu không mà. Tốt nhất mà cũng nên cẩn thận một chút. Ừ, đúng thiệt. Tôi mới chuyển vô có mấy ngày à. Đụng chuyện đè le. Đặt toàn thành phần, khó chịu không à. Tôi nghe kìa. Cái thành phần tôi nói đó. Ê chà chà. Đúng là mấy đứa không ưa. Lúc nào cũng đập hoài. Mày nói vậy là sao? Ý mày muốn đánh lộn hay gì? Chi nữa? Mày nghĩ mày thoát được tao hả? Nói nhiều quá à. Làm liền đi nè. Nhưng mà được tới số mày rồi. À, thì ra là mày đem mấy thằng con trai này uy hiếp tao chứ gì? Ê, nói gì vậy? Thằng này chưa bao giờ đánh con gái nha. Đừng có chọc thằng này nóng. Mày nóng lên rồi mày làm cái gì? Mày nói thử tao nghe coi. Mày đánh gái luôn hả? Mày nói hèn cái nha bạn. Tưởng ai? Hóa ra hôm nay mày đi một mình đó. Mày nhắm mày ổn không? Ổn hay không ổn gì á? Tao cũng không có hẹn hò như mày. Mày nói gì? Ê thôi. Cái gì vậy? Chuyện này là chuyện của tụi tôi. Ở đâu ra mà tùm lum tùm la vậy? Thôi đi. Mày đợi đó đi. Đi. Ủa mà bạn ở sao? Nãy như là tính đánh nhau tụi nó gì phải không? À, tôi không có sao. Cảm ơn ông nha. Không có ông á, là tôi phải đánh nhau với tụi nó nữa. Còn giữ ra nữa hen. Thôi, mình về lớp trước nha. Mình tên Linh, lớp A8. Mình tên An, lớp A4. Go.
chỉ mình tôi, những cảm xúc cô đơn chỉ mình tôi. Bao nhiêu ngày qua mình tôi lặng lẽ với nỗi cô đơn. Cảm ơn anh hồi nãy đã cứu tôi, em nha. Đã cố gắng yêu thêm một ai đó để làm khoảng trong này, vậy mà vẫn lang thang lại giá mỗi khi đêm về. Người cô đơn vẫn luôn hay cười, phải mạnh mẽ trước mắt bao người, phải tự cố gắng giấu nỗi đau ở trong trái tim. Dù tình yêu đã cố gắng chân thành, vậy mà lòng người vẫn mang bao rối lường. Tình yêu ơi, sao đến với tôi quá khó. Với muốn yêu thương một ai thật tâm cả bên bình yên chẳng bao giờ xa. Vẫn muốn yêu thương một ai cả tay của tôi vượt qua bao nhiêu nỗi buồn. Nhưng có sao trong tình yêu của tôi ngày qua tổn thương với bao khổ đau. Hạnh phúc nữa như là tôi lại có những cơn sao vỡ mãi hỏi cô đơn. Mấy thanh niên, tao nói cũng vừa lắm. Học thì đã ngu rồi, tối về nhà lo học bài đi không chịu. Ăn no rồi tối ngày đi tia con gái nhà người ta, chúng nó đập cho cái mặt chà bè vậy kìa. Nhìn tôi nè, một tấm gương sáng để cho chú noi theo, mà chú không chịu thấy hả? Tôi chỉ cần dùng cái nhan sắc đỉnh cao này thôi, là gái nó đã tự yêu tôi rồi. Thôi nhớ chứ, sao bữa nay không thấy tình yêu Linh Đan bé nhỏ của tôi đâu ta? Bỏ đi bác à. Bỏ gì? Chắc bé lại ganh tị đúng không? Tôi nói thiệt á, tôi chú đừng dính tới bé Linh Đan làm gì. Ủa? Mắc mớ gì? Coi kìa, lại dở cái giọng ăn không được phá cho hôi ra. Tôi đang nói nghiêm túc đó. Tôi thấy ai đi với tôi, người ta cũng bị liên lụy hết á. Tôi có tình cảm với bé Linh Đan thiệt, nên tôi muốn bé Linh Đan là một học sinh bình thường. Đúng, tôi hiểu rồi. Ủa nhưng mà cũng đâu liên quan gì tới tôi. Bây giờ không có bé Linh Đan thì cũng còn cả chục cô bé khác chờ đợi tôi mà, đúng không? À, mà nhắc mới nhớ, bữa nay tôi mới cua được con bé Tina Thảo, cá tính dễ thương, bún nắp chai xì tai các kiểu, đúng gu của tôi. Tôi tính lên đây để rủ chú đi xuống căng tin uống nước nè, mà nó chứ nhịn mặt chú nuốt không vô. Vậy thôi chịu khó ở đây cô đơn tiếp đi ha. A hi hi. Vắng gì trời, thu tiền Nhân. Nhanh đi bạn, 50 hả? 20, cái nào là cái đó. Làm gì vậy? À mày quen nó hả? Không thói người ta ba, 50 thôi á. Thôi rồi. Em dễ thương quá à. Anh không có thu tiền của em đâu. Hello bạn đẹp, dạo này còn mua gái không? Mày nói gì vậy? Làm gì căng dữ vậy? Mày tưởng tao bị điếc hả? Mình đâu có thu tiền bảo kê bạn đâu. Bạn giữ tiền đó chữa lành vết thương của mình đi nha. Đó tao. Chuyện gì vậy? À, tụi em lại đánh nhau nữa đúng không? Không có thầy, tụi em đang nhảy dance hip hop á thầy, nhảy hip hop á.
Ủa, đầu em bị thẹo hả? Không phải thầy, cái đó là người ta gọi là phong cách của rap Việt. Rap Việt. À, rap Việt. Hip hop lên và trả. Tính lừa tôi hả? Tụi em cho đầy hỏi, những bạn này nãy giờ có đánh nhau hay không? Làm tôi tưởng có việc để cho tôi giải quyết cơ chứ. Cái trường này một ngày trăm công ngàn việc đang đợi tôi kìa. Thôi, tôi đi đây. Hip hop lên và trả. Mày vô mày á. Hoài nghi là cần thiết để nhìn thấy được bản chất vấn đề. Tuy nhiên, quá đa nghi lại khiến một việc vốn dĩ rất đơn giản biến thành phức tạp. Từ đó tự chuốc lấy đau khổ, phiền toái. Rồi chúng ta nghỉ. Chịu về đi chú. Làm gì mặt chầm chầm hoài vậy? Bởi ta nói yêu đương chi cho khổ. Thôi chú ơi, tôi hết dám tương tư ai rồi. Tính ra cũng tội chú ấy chứ. Không ấy, chú yêu tôi đi, cho bớt cô đơn. Chiều nay nói chuyện giống tổ bóng gì cha. Giỡn thôi. Khùng quá à. Nghĩ sao vậy? Chú làm gì có cửa với tôi được. Xung quanh tôi biết bao nhiêu cô ở đây nè. Cha, biết đâu lại chia được vậy. Thôi chú đi đi. Tôi thích một mình à. Mở miệng ra là thích một mình nhưng lại sợ cô đơn. Ơ lộc. Đi à. Vậy sớm đi. Người cô đơn vẫn luôn hay cười. Phải mạnh mẽ trước mắt bao người, phải tự cố gắng giấu nỗi đau ở trong trái tim. Dù tình yêu đã cố gắng chân thành, vậy mà lòng người vẫn mang bao rối lường. Tình yêu ơi, sao đến với tôi quá khó. Vẫn muốn yêu thương một ai thật tâm cả bên bình yên chẳng bao giờ xa. Vẫn muốn yêu thương một ai cả tay của tôi vượt qua bao nhiêu nỗi buồn. Nhưng có sao trong tình yêu của tôi ngày qua tổn thương. Đây là Boro Việt. Ê, bữa giờ anh em đánh lộn hoài. Tao suy nghĩ có khi nào mình bị đuổi học không ta? Nếu mà bị đuổi học thì anh em sẽ làm gì? Nếu là tao hả? Tao thì chắc tao quay về cái hẻm 331 làm vô đảng thôi, chứ biết làm gì vậy? Hẻm 331 hả? Vậy muốn đứng đầu hẻm 331 hay sao? Thì ra đây là chùm trường nắm khu A1 hay sao? Phải lúc nào? Quân chiến đúng không? Tao nói mày rồi. Ở cái trường này, nếu tao không đứng đầu thì mày sẽ đi lên đầu của tao rồi. Ơi, chú tranh ra coi tôi thể hiện nè. Mày là thằng nào? Nói nhanh. Nếu không, tao đảm bảo
mày sẽ không bước chân ra khỏi cái cổng trường này được đâu. Hay quá Bảo ơi, về đội của anh. Trong anh thấy được cái tài năng kỳ đông hiệp yếu quá xuất sắc. Về với anh, let's go. Go. Hai chú đủ chưa? Mình thấy lâu lắm rồi á. Quen không cười mày? Mày là lính của con nào? Thôi được rồi, nhẹ tay đi. Nó lính tao. Thằng này á, nó có tật tà lanh chứ nó hiền lắm. Tao mà nói câu nào á thì nó nói y chang tao vậy á, chứ nó không biết gì đâu. Thấy chú đầu lắc lắc cái đầu thôi, thằng này nó bị gì nó lắc cái đầu rồi nhỉ. Coi đầu chú, mỗi người mỗi xì tay mà. Đúng không? Giống bên mình đó, thằng Báo nè, xì tay lẹo cái. À, còn Gùa thì xì tay clắc chứ bình thường mấy đâu. Ủa mà chú nhận nó hồi nào vậy? Sao tôi đi chung chú tôi không biết. Ai? Gùa hả? Tao nhận nó lâu lắm rồi, từ cái thời mà thanh xuân lớp A1. Là thích một người mà phục chung mà không nói sao nên lời. Là vì khi thấy em cười em lòng anh xa rời. Nhưng sao em thở ở chẳng biết. Ủa? Sao không biết gì vậy? Không biết nữa. Tự nhiên xe bị bể bánh chứ bị hư xe lúc này à. À vậy ông để xe ở đâu đó đi rồi tôi chở tới trường luôn. Ồ vậy hả? Vậy chắc cho tôi với bà có duyên đó. Ờ có gì. Mà tại vì hôm nay nhỏ em của tôi đi học sớm cho nên tôi gặp ông. Mà ông biết sao tôi nói chuyện với ông tôi nói hết da gà. Chắc hôm nay trong lớp có biến hay gì. Thôi mà cái phim đó lâu rồi không quay. Nhưng mà tao nhận thằng Gùa còn xa hơn nữa kìa. Ừ. Tôi cũng nghĩ cũng nên quên đi. Không ấy được xóa luôn. Ác quá à. Mà câu chuyện nó dài lắm. Trời ơi, bữa nào là bữa nào. Chứ y như trên mạng nó nói cứ bữa nào là bữa nào rồi cuối cùng cũng không biết bữa nào là bữa nào. Thà cho người ta chính xác bữa nào là bữa nào luôn đi, người ta còn biết được. Hết bữa nào không? Coi như tôi chưa nói gì đi. À, nói gì nói chứ, thằng Rùa á, nó ở hẻm 331 luôn á. Gì? Ở hẻm 331 luôn hả? Không biết. Bạn ở hẻm 331 luôn hả? Mình xin lỗi nha. Ủa mà bạn tên Rùa hả? Để mình kêu sếp Rùa cho nó thân mặt nha. Bây giờ mình làm bạn nha, nãy giờ mình xin lỗi nha Phùng Căng. Ghê quá. Mình về nhớ gọi đầu nha. Bạn chứ không phải không thân. Ê, cái hẻm 331 là gì mà thấy chú cứ nhắc nó hoài vậy? À chú muốn biết cái hẻm đó hả? Chú về chú bấm YouTube, chú bấm Du Đảng hẻm 331. Mà coi xong nhớ like, subscribe nha. Ủa, có đã luôn hả? Có. Mà nói chứ cái hẻm 331 là cái hẻm nhỏ thôi. Cái hẻm tôi ở mà nó bình thường lắm. Nhưng mà nó không có tầm thường đâu nha. Gì? Hẻm nhỏ nhưng mà không tầm thường. Có Du Đảng nữa. Chà, nghe hay ý nha. Không ấy qua chơi chắc vui rồi ha. Nói vậy thôi chứ nếu mà muốn vui á là phải qua chỗ ông Báo. Cái phố Hoa Kiều của nó nè, nó mới vui. Tại bình thường mấy chú thấy tôi giỡn vậy thôi, chú không biết thôi. Cái phố Hoa Kiều á mà thiếu tôi đâu có được. Làm gì kìa? Bây giờ mắc cười. Đừng nói ra đó mà đứng đường hoài nha Báo. Ôi, chú nói giống y tôi nè. Có khi nào mình ra đó mình thấy thằng Báo cầm cái khăn, mấy khăn đỏ mặc bộ đồ cũng thỏ sao. Ở sau cái đít nó có cái cục đứng quậy khách đó mà chắc cười ngắt luôn. Ê vậy tính ra cái phố Hoa Kiều cũng Báo nổi tiếng chứ ha. Mà đó giờ tôi chưa nghe luôn á. Bởi vậy trình độ của mấy chú kém quá à. Mấy chú không biết gì hết trơn á. Phố Hoa Kiều là một cái nơi tập trung tất cả các dân chơi máu mạp. Nói chung cái gì có tệ nạn là ở đó có hết. Ôi cái chỗ đó có vẻ hợp với tôi á. Không ấy chú với anh em đi một lấy. Ê sao cho anh em đang nói chuyện mà
Mặt của thằng Matt nó cứ một cục như đóng cứt vậy. Mặt anh bị gì kìa? Thôi, tôi cô đơn quá, mấy anh em mình đi nhậu đi. Thằng bị gì không? Anh em đang nói về vấn đề nghỉ học làm gì mà trả lời gì vậy? Thằng này nè, hồi trước á, nó thích con bé Linh Đan. Mà xui cho nó, con bé Linh Đan lại thích tôi, thích tôi. Bởi vậy giờ khùng khùng điên điên đó, thấy không? Nói nhiều quá, mấy anh em mình đi đi. Qua Phố Hoa Kiều hả? Được, tôi thấy cái này được á. Qua coi Du đáng đề cũ như thế nào luôn. Nếu không được, xúc luôn. Ồ, chú hay quá ha. Chú lo thân mình đi kìa. Chú á, là có cái khả năng cao sẽ bị đuổi học đó. Hey, mà nói nếu mà tôi nghỉ học mà đi làm giang hồ á. Nghe giang hồ chợ lớn nói chuyện nghe thấy ớt quá. Giang hồ nữa hư. À, chắc ta chợ lớn miếng nhớ. Dạo này không qua đó, không biết dạo này ra sao rồi. Mà bên đó là Long Ca fan nhiều lắm nha. Ủa cái gì? Tôi nổi tiếng hả? Ủa tôi nhớ tôi đâu phát tờ rơi khu đó không ta? Thì cái đợt mà giúp tôi đánh bên khu cao lầu đó, giờ anh em nó lại biết túi luôn á. Đâu có đâu, thật ra cái chuyện đánh lộn á là anh em đánh lộn hàng ngày. Nhưng mà tôi nghĩ là tụi nó nhớ tôi tại vì cái nhan sắc của tôi. Ôi con này cái bệnh ảo ảo của thằng lão cái này. Nó lại cho chú nhanh thiệt luôn á. Chú thấy cũng cấp này cũng ảo diệu lắm nghe. Thì đúng rồi, chú đẹp trai mà. Đẹp quá tới nỗi không con nào dám theo hết trơn. Thấy tôi với An không? An sợ lái phi mão vậy chứ. Cái theo nùi nùi á, tính ra tới cả anh Đạt nè. Nó còn viết được kịch bản cho cả trường thích nó được. Tính ra đây còn thua thằng cô đơn. À, tao hỏi thiệt nè, mày hết muốn đi học rồi hả? Trời, anh em giỡn xíu là cái gì căng. Tao không thấy vui luôn á. Không vui thì thôi, không giỡn nữa. Alo, Tina Thảo hả em? Xuống căng tin hả? Được, để anh xuống liền. Chứ chơi mấy cô đơn mệt lắm. Đây nha. Tính ra thằng điếm điếm lẹo cái này nó cũng lanh chứ hả? Nghe cái mùi chua chua cái là phắn đi liền, ghê thiệt. Mà nói chứ hồi giờ chú có quen ai chưa? Tôi hả? Chưa chú ơi. Còn lẽ không thích một ai luôn hả? Không biết thấy theo tối ngày đánh nhau không mà đâu có để gái gú gì đâu ba. Hay, đường đường là chùm của khu A1 mà không có mối tình chất cam lọt chất dai nào không? Chuyện này mà tuôn ra ngoài á thì anh em mình ra tuồng luôn đó. Ủa mà cái câu đã có ý nghĩa gì vậy chú? Thì có đâu, thấy xung xung miệng phắn ra chứ chuyện đó ai biết. Đây, chuyện đó tôi biết nè. Gì nữa cha, thường đâu phắn luôn chứ. Trời ơi, phắn sao được. Để tôi kể cho mấy chú nghe. Chẳng qua là lâu nay mấy chú không để ý thôi. Thật ra ở đây tôi là người lúc nào cũng thương Long Ca nhất, đúng không nè? Lại dơ giọng điếm điếm ra nữa kìa. Mày mà xạo xạo á, tao đưa ra dần 2, dần 3 á, nó đồn á nha. Ủa gì dần 2, dần 3? Dần 2, dần 3 là của bên rap mà liên quan gì đây cha? Thì xuống miệng tao phắn thôi. Thôi để tôi nói cho mày nghe. Vì sao câu chuyện của Long Ca là thế này? Vì Long Ca là một cái xì tai chùm trường. Mà xì tai chùm trường thì phải như thế nào? Là phải mạnh mẽ, lạnh lùng, đúng không? Và vì sao? Vì sao lại không ai dám đến gần? Các bạn phải nghe một người MC Bolero phong cách hoàng tử như tôi nói ra cho mà nghe đây nè. Đó là vì người ta mạnh mẽ quá, người ta lạnh lùng quá thì tất nhiên con gái nó ngại thì nó không dám lại gần, đúng không? Đúng quá ha. Ủa mà chú nó nói vậy đúng không? Nó đúng mà. Tại vì tao không thích thôi mẹ ơi, mày khủng quá. Tại vì tao không có thích. Đó, mấy chú thấy chưa? Chỉ có tôi là người thương yêu Long Ca nhất nên tôi hiểu chuyện. Bây giờ, để chứng minh cho anh em thấy được Long Ca là một cái xì tai chùm trường ở đây. Bây giờ các bạn thấy, ê kìa, đó. Cái con bé xinh xinh đang đứng đằng kia kìa, thấy không? Bây giờ Long Ca sẽ đi tới đó cua nó trong vòng một nốt nhạc. Xem đây, xì tai chùm trường, bắt đầu, vô. Ê, tính ra mày gài tao luôn hả báo? Tao nghĩ là mày hết muốn đi học thiệt rồi đó. Trời ơi, gài gì mà gài, mình đang bên nhau mà. Không ấy, mày đừng có tới trường một thời gian đi. An, chú nói gì lời công bằng coi. Thôi lời công bằng đi. Từ lúc mà cái sản phẩm gì nương tử 200k view gì của chú á, cái bao nhiêu tội lỗi đổ đầu tôi không.
Đáng lẽ là tao không có nhớ đâu mà mày nhắc tao mới nhớ. Nhắc tao quế quế mà cái vụ MV nương tử 200k view lắm nha mày. Bây giờ bao nhiêu tội lỗi không đổ đâu mày, đổ với ai vậy? Nhưng mà thôi, chuyện cũ thì bỏ qua đi. Tôi biết chú cũng đâu phải là con người ích kỷ nhỏ mọn gì đâu, đúng không? Đâu phải như ai kia. Không, làm sao mà là Long Ca được? Một người đứng đầu của chúng ta làm sao nói Long Ca được? Không, càng không phải là Nam Tinh. Trời ơi, làm sao được? Ý tôi là tôi đang nói tới một con người khác xa xa ở ngoài kia kìa. Làm sao là anh em tụi mình mà đi nói nhau vậy được, đúng không? Dở cái giọng lẹo cái điếm điếm ra liền. Mà chắc là chú không thích thôi đúng không? Chứ chú mà thích thì biết bao nhiêu đứa không thích quen người cầm đầu như chú. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà anh em mình tới hẹn làm gì? Cái đó là phải thực hiện chú ơi. Cái đó là cái cớ để anh em mình chơi cái kèo này này. Bây giờ á, nếu Long Ca ra tán con ấy được thì An sẽ bao anh em ra nhà hàng bên sông nhậu bữa no say. Ok. Ôi ôi, cái kèo gì mà thơm quá vậy? Cái kèo không ấy không, mấy anh em đi rồi tôi dắt đi luôn cho vui. Đi cho nó nhanh gọn lẹ chứ cắp kèo được chứ cho mệt vậy. Đúng rồi. Tự nhiên cái người ta thắng, ta được có một ly trà sữa à. Còn ta thua, ta phải dẫn hết tụi mình đi nhậu. Không công bằng gì hết trơn. Kèo này không được đâu, mình An Phi Mão chịu sao nổi, không công bằng. Mà nói đúng là báo à. Như theo ý mày giờ bây giờ đổ An luôn, hợp lý luôn, công bằng luôn. Ok. Hợp lý không? Cái gì vậy? Trời, tự nhiên thua phải dẫn đi nhậu luôn à. Trời ơi. Người đã đi. Gì vậy? Chứ đình chuồng hay gì? Tôi thấy cái kèo này được mà. Thơm á. Chơi đi. Ok. Nếu anh em muốn chơi hả? Chiều nãy kèo nhà hàng bên sông nha. Chào cô em. Cô em rất là xinh đẹp đấy. Có thể cho anh làm quen được không? Em nghĩ là không. Đi chơi đi. Nhà anh nhiều tiền lắm. Nhà mặt phố bố làm to. Ok chưa? Bây giờ sao? Đi không? Để anh chào anh ạ. Đi ạ. Quán bạc gần trường mới mở á. Chiều anh đợi em ở cổng trường nha. Anh đợi em ở cổng trường. Ủa? Mà chi vậy anh? Anh dẫn em đi ăn thôi. Anh làm em hơi bất ngờ. Cái này có được gọi là tỏ tình không? Anh thích em hả? Anh thích em. Chuyện đó là quan trọng đó. Quan trọng là chiều nên anh đợi em ở cổng trường được rồi. Vậy là anh muốn của em. Nhưng mà thậm chí anh còn không biết tên hay hỏi em có đồng ý đi không mà. Anh nghĩ chuyện đó là quan trọng đó. Một học sinh bình thường như em á, mà quen trùm trường như anh, điều đó phải tự hào hơn. Anh là trùm trường hả? Ủa, vậy mà em cứ tưởng anh đặt má lớp em mới là trùm khu A1 chứ. Ai nói em vậy? Dạ không, không ai nói hết. Tại mọi người và em đều nghĩ như vậy mà. Rồi em biết anh không? Em biết chứ, anh là Long Ca, ai mà không biết. Dạ, tại em hay thấy anh đi cùng anh đặt má lớp em nên em biết mà. Em đang nói gì vậy hả? Chú làm sao vậy? Buông tay ra. Chỉ là cô gái thôi mà. Tôi nói buông tay ra. Dạ em xin phép đi trước. Em đứng lại rồi. Nói lại. Ở trong trường này, ai mới là trong trường hả? Thật sự em không biết. Nếu em nói sai thì em xin lỗi mấy anh. Tôi đang hỏi thì cần tôi trả lời. Không có đúng sai mà lỗi phải gì đây hết. Chú làm gì vậy Long? Còn em đi về lớp đi. Chuyện con gái mà chú chấp nhất làm gì vậy? Ủa nhưng mà chú không nghe nó nói gì hả? Thì bọn con gái có biết gì chú đâu. Còn riêng ở đây ai không biết chú trùm khu A1. Đúng rồi. Ở đây ai mà không biết. Thôi giờ hôm nay Đại Dương Bảo thua kèo ra. Đại Dương Bảo đã anh em chồng bữa chơi cho nó đã nè. Gì kỳ ba. Tự nhiên mình có thua đâu nhận thua vậy. Ông ca có cua lượng bé đó đâu mà. Trời ơi mấy chú nghĩ sao vậy? Tự nhiên mình chiến thắng, đi nhận thua, xong đi ra ngoài tốn mớ tiền phải giỡn đâu. Thôi được rồi. Thôi bây giờ ra quán đi. Rồi anh em chơi một bữa. Đi.
Ủa mày sóc bô ai vậy? Sóc bô gì đâu chú. Thì bây giờ tao với Báo thua kèo thì mời mấy anh em ra quán ngồi chơi cho mát. Rõ ràng tao là người thua, tao là người chung. Đi trà sữa thôi mà ăn, tao có tiền mà ăn. Nè, tao chung được mà ăn. Nè, ở đây là tao muốn tất cả anh em đều vui. Mà bây giờ ngược lại mày quay mày trổ quạo tao là sao hả Long? Còn mày á, tao muốn chơi tao á, muốn chơi không? Ê, tụi bay đang làm gì vậy? Chuyện có con gái à, vậy làm tùm lum tùm la lên hết. Thôi bây giờ ra quán làm nhậu đi, làm về cha cho nó mát đi. Tao không đi. Mày nữa, lại đỡ bụng chuyện con gái hồi nãy à. Ủa, bây giờ chuyện tao đi hay không á, phải nghe lời tụi bay hả? Tụi bay ăn nhậu hàng ngày á, tưởng là hay lắm hả? Tao không thích đi thì tao không đi thôi. Thầy cứng đầu thiệt á. Còn em giờ sao? Thì anh em mình chốt rồi thì cứ đi thôi. Tự nhiên bữa nay có kèo ăn nhậu, không đi phí. Ri mà. Ổn. Trời ơi, nói xuống mà xem. Giờ này mà nó còn tâm hồn ăn uống kìa. Tính ra đâu ai phải bao đâu. Lộng cả tức quá quăng lại mớ tiền như đây dư sức cho anh em mình nhậu. Giờ không lẽ mình không lấy thì quý. Đúng không? Đi đi đi. Thôi đi. Đi nhìn gì? Đúng rồi mà, đi mát. Ủa, Long Ca. Lâu rồi mới thấy ghét khu cao lầu luôn á. Không được sao? Đây là nhà mà. À, tại tôi thấy chú dạo này lo tu chí học hành. Làm gì thì làm, phải nhớ là mình xuất phát chứ. Tôi mà quên anh em á, khác nào tôi giống thằng Phan Phúc đâu. Tôi nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết chú mà. Tại tôi thấy mấy anh em trong trường giờ cũng sống chết với chú quá trời. Anh em gì mấy thằng đó? Có chuyện gì hả? Bình thường thôi. Nhắm đủ lông đủ cánh á thì chống mình nè. Đâu phải ai cũng như anh em mình. Chú muốn tôi giúp chú chuyện gì? Nói đi. À, tính ra tôi chưa nói gì luôn á. Tôi hiểu chú mà Long Ca. Bởi vậy chú mới là anh em của tôi. Chú còn chơi tao tù lòng tâm không? Tất nhiên là còn chứ. Anh em mình gánh của tình mà. Vụ gì vậy? Sao hẹn ra quán nhậu mà tự nhiên giờ kéo ra sân banh chi vậy cha? Thì Long Ca nói đúng mà. Anh em mình tụ tập nhậu quậy hư chứ được gì. Lâu lâu tao thang bữa cho nó khỏe. Vậy mà làm tôi chuẩn bị tinh thần chào đón mấy em bên phố Hoa Kiều rồi này. Thể dục thể thao mà cứ gái gú chân nội. À, chắc cái gái mới nhớ. Còn Báo Lẹo Cái đó rồi. Thằng đó nói gì nữa. Chắc giờ này nó đang đi kiếm con nhỏ nào mới mới rồi chứ. Chà. Mà cái dòng mấy đó thằng đó công nhận hay thiệt nha. Con gái người ta vậy mới quen mà điên trăm mấy tiền phòng mà nó cũng bào cho được hay thiệt. Đồ. Trời ơi, trăm mấy mà nó cũng làm vậy, bết giữa trời. Sao chưa đâu, Long Ca kìa cao tay ấn cỡ nào nó còn lừa cái rồi chắc 20 đô tới giờ chưa trả. Kinh khủng thiệt. Chà, ai nhắc gì tới mình mà nghe đúng là đồ tài dữ vậy cha. Đó, mới nhắc, dắt theo con đàn rồi mới rồi thấy chưa. Dạ dài, bé này nha. Người đã đi rồi, còn đây một mình tôi với yêu thương ta. Mấy chú tụ tập đây nói xấu gì tôi phải không? Bởi anh nói với em rồi, bạn bè của anh á, tại suốt ngày nói xấu anh không à. Anh tị, anh đẹp quá mà. Ê, qua mà đi với công ty thảo lớp tao mà giờ mà đi với ai vậy? Đó là chuyện của ngày hôm qua. Chú chưa nghe cái câu em của ngày hôm qua hả? Cũ rồi. Còn hôm nay, trong lòng tôi á, chỉ có bé Thương Thương này thôi. Đây, xin giới thiệu với mấy chú. Bé Thương Thương này sẽ là cô gái mà tôi yêu thương tha thiết nhất trên đời. Mà tính mày hay thiệt Báo. Mới trường ra đâu mình lụm đâu hay mày. Thì đúng rồi. Hồi nãy từ trường ra đây nè, tôi gặp được bé Thương, tôi
làm quen tôi dẫn ra đây luôn. À quên, giới thiệu với em, đây là Nam Tinh. Mỗi lần mà ảnh xuất hiện là ảnh sẽ đánh lộn 15 phút. Còn kế bên là An Phi Mão. Tên Phi Mão là tại vì trên bắp tay An á, xăm hình con mèo bự lắm. Khi nào ảnh dành ra coi nha. Cuối cùng là Đạt Mát, biệt danh là Đạt Cô Đơn. Tại vì theo anh học nghề cô gái, học hành đâu tới nơi tới chốn đâu, bởi vậy cô đơn hoài à, tội nghiệp. Ê, dù gì cũng phải chào người ta cái cho lịch sự, làm gì mặt gầm gầm hoài vậy? Ê, gì vậy? Em đợi anh chứ. Chú đừng dính líu tụi con bé ra nữa. Sao chú cứ suốt ngày ăn không được phá cho hôi vậy? Chú chán chú quá. Tôi đang nói nghiêm túc đó. Con bé đó là bạn gái của Tha Thu Long Tâm. Tha Thu Long Tâm thì sao? Xã hội bây giờ đập chậu cướp hoa là chuyện bình thường. Ai hai người đó hưởng có gì đâu phải thương. Tôi nghĩ là anh em mình đang bị gài đó báo à. Mệt chú quá. Chú tào lao quá rồi. Chuyện đó để tính sau đi. Vô đi. Ê mấy nhóc, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hồi sáng tao nói ngứa tay ngứa chân, thèm đánh lộn, bây giờ có chuyện rồi á. Tính ra cái miệng mày cũng linh quá. Sao tụi mày kiếm chuyện của tao hoài vậy? Tao đâu có rảnh mà kiếm chuyện với tụi mày. Tụi mày sống sai với tụi tao rồi đó. Sai cái gì? Con bé Thương là bồ của thằng bạn tao Long Tâm. Gì? Tao ghét nhất thằng nào cô con ghệ của tao. Hôm nay tao sẽ lấy lại danh dự của thằng Tha Thu Long Tâm này mới được. Rồi mày làm gì? Mày nói nghe coi. Được rồi mấy chú. Bạo lực không thể giải quyết bằng bạo lực. Người không biết thì không có tội. Còn anh em tụi tao sai thì tụi tao xin lỗi. Ủa mày tưởng xin lỗi là xong hả? Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi và biến ra khỏi khu chợ lớn này, tao sẽ bỏ qua cho mày. Thôi được rồi chú, rõ ràng là tụi nó muốn kiếm chuyện. Ok, bây giờ tao dựng một bài đánh 15 phút cho máu quay phim chừng mệt nghĩ thôi. Mà theo tao biết là cái lúc này kịch bản là ông đạo diễn đi chơi với gái rồi này. Quất mày cũng hài quá ha. Chứ sao trời thôi. Stop! 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 Stop!
bị đợi đó. Công nhận lâu rồi mới đánh một trận đã đời luôn á trời. Đã, sướng, thoải mái người. Ơi mà hồi nãy tao để ý là trong lúc đánh lộn thì thằng Báo nó nằm nó giả chết. Đục, có luôn hả? Có luôn, điếm cỡ đó, đánh lộn mà giả chết cha. Đợi, mấy chú không có hiểu cái gì hết trơn á. Trong binh pháp, người ta gọi nó là chiến thuật. Tôi phải dùng chiến thuật, tôi mới đá chiến cút được nó một cái. Chạy hết trơn à, thấy không? Báo lúc nào cũng là người hùng của nhóm mình mà. Nhìn biết ngay. Bởi vậy, đúng là chỉ có chú lúc nào cũng hiểu tôi. Ai hiểu gì thì hiểu. Mà lần sau có tán gái á, tìm hiểu kỹ một chút. Thấy gái tùm túp. May mà không có tụi tao là mày no đòn bao sân luôn rồi đó. Trời, chú nói gì vậy? Nếu mà không có mấy chú á, thì một mình tôi sẽ tả đột hủ sung lên. Một mình tôi chấp hết tụi nó. Lúc đó cô gái kia thấy như vậy sẽ ghiền tôi liền. Bỏ mấy anh kia theo tôi. Công nhận mấy lão cái nói dùng được hay thiệt chứ. Nhưng mà tôi thấy thằng Báo cũng đầu ho nhất nhóm mình mà. Mỗi ngày một em, mà em nào cũng đấy. Xinh tươi không? Bởi vậy chỉ có Đạt Mát là lúc nào cũng hiểu tôi nhất. Nên lúc nào tôi cũng thương chú hết trơn á. Ủa nhưng mà sao cuộc đời chú lúc nào cũng gặp mấy thằng không ra gì vậy? Mà nói gì vậy Báo? Mày biết là do mày à, là tụi tao bị liên lụy không? Thì tôi biết là tôi cô gái hơi ẩu một xíu. Nhưng mà cũng đâu liên quan gì tới tôi đâu. Rõ ràng là tụi nó đang gài kèo để hướng tới thằng Đạt Mát này mà. Đúng không? Lại bụng chèo khéo trống nữa này. Mà lần này tao thấy thằng Báo nói đúng á. Tụi đó là ai mắt? À, mấy đó là kẻ thù của ông già tôi. Hồi xưa tôi đồng chuyện với tụi nó ghét tới giờ á. Lần sau cẩn thận, cái gì đi chung với tụi này nè. Chứ tụi nó cũng đông lắm á. Cảm ơn mấy anh em nha. Nhưng mà chuyện của tôi có cách giải quyết mà. Công nhận chú có phong thái của một người trầm trường đó chú Đạt Mát. Thôi, mấy anh em đừng nói vậy. Không, cái này là tôi nói thiệt. Mặc dù là tôi hay chọc chú thôi, nhưng mà tôi thấy chú là một người bản lĩnh. Chú nắm chùm cái trường này thì có gì là sai? Thằng Báo nó hay chầm xà nữa, nhưng mà nó nói đúng á. Cho nên tôi quyết định là Báo phải khao anh em một chầu ăn chơi trác táng cho nó đã chứ hả? Có chuyện đó luôn hả? Ủa tính gài kèo tôi hay vậy? Mặt tôi ngu quá mà. Gài gì ba? Mà ăn mười kèo thì mày cũng chả là anh em kèo chứ mà tính ăn chùa hoài á. Ok, miễn sao anh em vui là được. Bữa nay khắc Báo này sẽ dẫn anh em qua phố Hoa Kiều chơi một bữa xả láng sáng về sớm. Ok chưa? Ok. Đi. Ngon. Đi mát. Đi. Tôi sẽ cho chú biết thế nào là mê hồn hương. Thôi anh em đi. Tôi thích cô đơn à. Mãi thanh niên cứ suốt ngày thích một mình mà sợ cô đơn. Người thằng ế. Đáng lý ra hôm nay tôi sẽ năn nỉ chú đi theo chơi với mấy anh em cho vui nè. Mà thôi, không đi thì đỡ tốn tiền. Ở lại đi. Mình thôi, đã cố gắng yêu thêm một ai đó để làm khoan trong ngày. Vậy mà vẫn lang thang, lại giá mỗi khi đêm về. Người cô đơn vẫn luôn hay cười, phải mạnh mẽ trước mắt bao người, phải tự cố gắng giấu nỗi đau ở trong trái tim. Dù tình yêu đã cố gắng chân thành, vậy mà lòng người vẫn mang bao rối lường. Tình yêu ơi, sao đến với tôi quá khó. Vẫn muốn yêu thương một anh thật tâm, cả về bình yên chẳng bao giờ xa. Vẫn muốn yêu thương một anh, cả tay của tôi vượt qua bao nhiêu nỗi buồn. Nhưng có sao trong tình yêu của tôi ngày qua tổn thương với bao khổ đau. Hạnh phúc nỡ như là tôi đã có những cơn sao vẫn mãi hỏi cô đơn. Đạt Mát, tao đợi mày hơi lâu rồi đó. Muốn kiếm chuyện hay gì? Thằng Long Ca đâu? Chuyện của tao với Tình, có quen biết. Mà nên giữ im lặng thì hơn. Tao biết rồi, tao sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Ok, tốt. Mày là người thông minh. Chuyện gì nên và không nên, mày sẽ biết như thế nào. Xin lỗi mày nha,
nhìn ngứa mắt mà tao chịu không được. Anh ơi, kia hình như là đặt map. Thằng mà hạ sơn cáo ở trên sân thượng mấy hôm trước á. Vậy đó hả? Đúng rồi. Vậy thì hôm nay anh em mình á sẽ trả thù cho anh Sơn. Bởi vì ta đã đừng nói. Nó không vừa đâu, cẩn thận vẫn hơn. Mày điên hả? Nó đi một mình mà đi một đám, mày sợ cái gì? Nó nhiều quá, đi qua đó. Ê, thằng kia, làm gì đứng gần quá vậy? Tao rất thích cái thái độ này. Nào có ai ngờ Đông Tiến đã làm em nỡ quên ân tình xưa. Nhìn nhanh hoa xin theo sầu tựa cây khô đắng lòng tình yêu chung mình. Ê, còn thằng kia là thằng nào? À, thằng này là Hắc Báo. Nó có biệt danh là Hoàng tử Bolero. Nghe đâu nó hèn và nhát nhất F4. Qua kiếm chuyện thôi. Hay quá, đây là Bolero Việt. Vô. Ô, xin chào nghệ sĩ Bolero. Fan hâm mộ hả? Xin cảm ơn. Nhưng mà ca khúc mới nhất của báo sẽ phát hành vào tháng sau, nên là rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn. Fan. Gì nữa? Làm gì mà vội vàng quá vậy? Ở lại đây hát vài bài cho tụi này nghe chơi. Thôi, tôi là tôi chỉ hát mấy cái show lớn thôi à. Tự nhiên mấy người là ai kêu tôi hát, tôi đâu có rảnh đâu. Mày là đồng bọn với Long Ca đúng không? Long Ca? À, không, tôi nghỉ chơi với mấy đó rồi. Mấy đó hư hỏng lắm chứ, làm gì? Mày đùa với tao hả? Ở trong ngôi trường này ai mà không biết mày và Long Ca đồng bọn? Mày đang nhận mặt với tao hả? Có chuyện gì mà nhắc tên tụi tao ở đây vậy? Chú, anh đang vui lui văn nghệ vui thôi mà, làm gì căng quá vậy? Nãy giờ có chuyện gì ở đây vậy ba? Ờ, tôi thấy rồi đó, tôi đang đi lên lớp học nè, tự nhiên mấy nhóc này ở đâu nhảy ra đòi xin chữ ký tôi, mà xin khơi khơi vậy thì tôi đâu có cho. Trời ơi, chú biết tôi mà, hết chuyện gặp ai gặp chúng tôi kiếm chuyện, bởi vậy tôi tính đấm cho thằng đấm. Tự nhiên chú nhảy ra chú càng. À, là chú tính thể hiện cho nó đúng không? Mà tôi cản cái gì? Ok, hai thằng ra solo đi. Tao lên lớp trước à? Ê, bài. Tối nay tôi còn mấy show lớn nữa. Giờ nó còn lạo rồi, tối sức đâu hát. Nhưng chú biết vợ công tôi mà tôi ngán ai? Mày bỏ đi đâu xong quá vậy? Tao chưa nói xong mà. Trễ giờ học rồi. Mày thích chơi hay gì? Cái gì? Lại tập trung đánh lộn luôn phải không? Tất cả giải tán đi về lớp hết coi. Chứ chơi gì đâu mà toàn là cô hồn cách đảng rồi mà. Sau này tụi đóng cửa trường học, mở một cái nhà tù, nhốt hết cái tụi cô hồn cái đảng nó vô lại mới được. Bởi vì xui cái thằng nhỏ muốn làm võ sư mà bây giờ lại bắt đi làm thầy hiệu trưởng. Bực bội à. Dạ thầy ơi, cho em hỏi. Hỏi cái gì mà hỏi? Đi về lớp lẹ đi.
đừng có để tôi nói nhiều nha. Cái gì vậy? À dạ em định hỏi là thư viện trường mình nằm ở đâu á thầy? Tại vì á em thấy trường mình lớn quá nên là thầy ơi. Thầy. À bây giờ em đi thẳng. Dạ. Quẹo trái, rồi quẹo phải nữa là tới. Dạ. Mà em có cần thầy đưa đi không nè? À dạ em cảm ơn thầy, thôi được rồi thầy, em tự đi cũng được. Thầy ơi, thầy. Ủa, có chuyện gì nữa vậy? Ờ, em có vào thư viện á, nhưng mà nó đóng cửa rồi thầy. À, thầy quên nói với em là thư viện của trường mình á chỉ mở cửa 24/6 thôi à. À, dạ vậy thôi em cảm ơn thầy. Ừ. Em về lớp nha thầy. Ừ. Thôi nha Đức, ở đây là trường học chứ không phải là vlog đâu, bỏ đi cái tư tưởng đó mà làm người nha. Ủa, thầy cho em hỏi thư viện đó thầy. Trời ơi, có biết tôi là thầy hiệu trưởng không? Một ngày tôi trăm công ngàn việc, bao nhiêu chuyện tôi xử lý còn không được, thời gian đâu mà tôi chỉ em cái thư viện. Đi về lớp nhanh lên. Ủa, đang giờ ra chơi mà thầy. Thầy cũng đi về luôn, đi lẹ, coi chừng tôi mời phụ huynh bây giờ đó. Học sinh gì đâu không biết cái gì hết. Hello Linh đẹp gái. Chào anh An. Ủa sao hôm nay em đi có mình vậy? À, thì đó giờ em một mình mà, đâu có hai mình đâu. À, tại mấy hôm anh thấy Linh hay đi với bé nào hả? À bé đó đó hả? Thì bình thường em hay đi với bé đó, nhưng mà hôm nay tự nhiên nó đâu mất tiêu rồi. À Linh, thật ra là... Sao anh? Thực ra là An định nói là Linh rất là giống một người mà trường cũ An học. À, vậy là chắc người giống người ấy anh. Chắc vậy. Hello An. Dạ. Hai người hai dám lén lén nói chuyện đây nha. Trời, đâu có đâu. Cái này là vô tình đi ngang rồi xong hai người gặp thì nói chuyện thôi à. Ủa mà nãy giờ em đi đâu nhỉ? Mấy Linh kém em nãy giờ. À dạ em định vô thư viện đọc sách nhưng mà hôm nay thư viện đóng cửa rồi nên em quay về. À vậy thôi hai đứa coi về lớp đi ha. Dạ. Yeah. Anh đi trước. Thì ra đây là hoàng tử trong lòng của bà, vậy mà bà dám giấu tôi nha. Cái gì đã nói là không phải. Thiệt sự là nãy giờ tôi ngồi đây rồi xong anh An cũng đi ngang, vô tình thấy rồi ngồi nói chuyện. Cái yêu đương gì đây? Không, mà nhìn ổng cũng đẹp trai chứ nhỉ? Ừ thì cũng đẹp trai đó. Ừ. Nhưng mà tôi cũng không biết làm sao. Thôi kệ đi, tới đâu tính tới đó. Ừ. Ê, mà nói nghe nè, cái chuyện mà hôm bữa bà với ông Đạt á, bà định bỏ cuộc hả? Thôi bà ơi, tôi không biết nữa. Tại cái ông đó ông khó muốn chết luôn à. Cái mặt lúc nào cũng quạo quạo hết trơn á. Rồi hả, nói chuyện cọc lóc nữa chứ. Thiệt tình. Thì ai mà biết đâu, mà bà chưa có nghe cái câu là nước chảy đá mòn hả? Ừ. Biết đâu bà tỏ tình thêm lần nữa, ông đổi ý thì sao? Ờ, cũng đúng ha. Nhưng mà hả, mỗi lần gặp ổng á, tôi mắc cỡ lắm bà ơi. Trời ơi, mắc cỡ cái gì? Thôi bây giờ nha. Ờ. Bà giữ bình tĩnh, tập trung, tôi sẽ chỉ cho bà cách. Chỉ luôn? Ừ. Được không? Được. Sao? Thì bây giờ nha, bình tĩnh, tập trung, giữ thần thái. Đó, bây giờ bà cứ tưởng tượng tôi là anh Đạt. Ờ, à, không phải. Bà là anh Đạt. Đó, xong rồi bà nhìn tôi diễn nha. Tôi sẽ là bà. Bà diễn theo tôi, bà nói y chang tôi. Giờ nhìn tôi nè. Anh Đạt ơi, em thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không? Đó, dạng vậy nhưng mà bà cứ tập trung, tâm tư tình cảm đặt vô hết. Đó, bà nói như vậy biết đâu ông đổi ý. Thôi được, để tôi về tôi tập thử. Cái gì mà về tập thử, liền bây giờ đi. À, gì gấp gáp quá vậy? Bây giờ nha, bà tưởng tượng tôi là anh Đạt, bà đi vô trong góc đó đó. Bà suy nghĩ, xong bà giữ thần thái, bà đi ra đây, bà tỏ tình thử với tôi. Bà làm thử, coi tôi có rung động không đã. Đi.
tôi ngại lắm bà ơi. Tôi ngại cái gì, đi giùm tôi đi, vô thẳng đi. Thử đi đi đi. Đi đi. Tôi ngồi đây nha. Ủa Linh, tại sao đến giờ lên lớp rồi mà em còn ngồi ở đây? Dạ dạ, em chào thầy. Đi về lớp đi. Dạ anh ơi, em thích anh lắm. Anh cho em cơ hội làm quen được không ạ? Thầy cũng... Dạ em xin lỗi thầy, em lộn. Hên quá, xém xíu rồi mình đồng ý rồi. Ê, tính ra tại tụi Long Ca và đặt mắt tụi nó mạnh thiệt chứ bộ. Anh Sơn nói đúng, làm trùm cho ngôi trường này không đơn giản một xíu nào. Cái thằng mà muốn lập sân cáo để nắm hết đàn em của A1 nó tới à? Vậy hả? Cũng như tao đã từng nói, tao sẽ trả thù cho anh Sơn, thì chắc chắn hôm nay sẽ là cơ hội. Ê thằng kia, đánh lộn giao lưu không? Tao không rảnh. Tao nghe nói trong trường này mày có cỡ lắm đúng không? Cỡ với tao? Mày tránh ra. Khoan, sao mà nôn vậy? Mày là thằng đã từng lật anh tao đúng không? Anh mày là thằng nào? Là thằng nào? Vậy để tao nhắc cho mày nhớ nha. Anh tao là anh Sơn, và giang hồ thường gọi là Sơn Cáo. Mày có biết không? Sơn Cáo? Không biết. Mày không biết hay là mày sợ quá mày không dám nhớ? Tụi mày tránh ra. Mày quên nhanh lắm thằng chó. Để tao coi lần này mày chạy đi đâu. Chăm học quá ha con ranh kia. Nè, tôi có làm gì mấy người đâu. Trả sách lại đây cho tôi. Ngon này lấy. Nè. Cái giỏi gì kia con Linh thân yêu của mày ra cuốn mày đi. Ai mới nhắc tin tao đó? Tao đó là sao? Mày xuất hiện đúng lúc lắm. Tao đang cần gặp mày đây. Mày trả cuốn sách lại cho người ta đi. Tao không biết trả. Tao có số điện thoại. Tao gọi cho thầy hiệu trưởng. Sao mày chỉ hèn quá vậy? Hèn á hả? Vậy mày đi hay ho gì? Ý đông hiếp yếu. Tao nói cho mày nghe nè, hôm nay mày ăn hiếp người ta, mai mốt cũng có người ăn hiếp lại mày à. Ok, bây giờ hôm nay mày hay đi.
Tao đợi mày hơi lâu rồi đó. Muốn kiếm chuyện hay gì? Thằng Long Ca đâu? Chuyện của tao với Tình có quen biết, mà nên giữ im lặng thì hơn. Tao biết rồi, tao sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Ok, tốt. Mày là người thông minh, chuyện gì nên và không nên mày sẽ biết như thế nào. Chán tụi bay quá, đánh lộn không lại mà cũng kiếm chuyện hoài, chứ không biết. Em bơm vậy? Sơn Cáo, tao thấy mày vui quá ha, đánh không lại đánh hoài. Tao nói mày rồi, ở cái trường này á, nếu tao đứng đầu thì mày sẽ đứng đầu của tao. Mày quên chuyện đó đi. Tính ra đánh lộn mà là chán thiệt luôn á, chưa kịp khởi động vô luôn. Đánh nhau với mấy này á, để về hẻm 331 thôi chơi vui hơn. Hợp lý. Đá nhiều em đã. Ê, ủa nãy giờ tụi nó nói gì sai hả? Khóc không mà sao chỗ nào? Ê đi. Rớt đồ luôn nè. Đi đi đi. Đạt, tại sao mày cứu tao? Tao đâu có rảnh, tại tao thấy trước mắt thôi. Coi như tao nợ mày, tao sẽ trả. À, dạ, dạ em có nấu trà cho anh nè anh Đạt. Anh xin lỗi. Tình yêu ơi, sao đến với tôi quá khó. Với muốn yêu thương một ai thật tâm, cả bên bình yên chẳng bao giờ xa. Vẫn muốn yêu thương một ai, cả tay của tôi vượt qua bao nhiêu nỗi buồn. Nhưng có sao trong tình yêu của tôi ngày qua tổn thương với bao khổ đau. Hạnh phúc nữa như là tôi lại có những cơn sao vẫn mãi hỏi cô đơn. Nơi đây đã bao ngày đôi chân lại bước trong đêm, chỉ có một mình tôi với cơn say này. Xung quanh thì không một ai, và khi đêm về cần lắm một bờ vai, nhưng mà tình cảm chân thành này giờ không biết phải dành cho ai. Và tôi vẫn cứ mãi cô đơn, sao bao nhiêu tuổi trôi qua tôi cứ mãi cô đơn, cứ thế chỉ có ai đón đưa một mình với tình yêu dư thừa. Xung quanh đây không hạnh phúc, có sao riêng mình thì vẫn chưa.
đâu ạ? Đi đâu có một mình với cô gái. Bỏ ra nhà tao nói một lần thôi đó. Ở đây có ai mà bỏ ra? Làm cái gì vậy hả? Giỡn như vậy là đủ rồi đó. Còn cô nữa, học ở cái trường này thì phải biết luật của nó chứ. Luật gì chứ? Nhìn là biết học sinh mới rồi. Học sinh mới tới đây thì phải đóng 500. Lúc nãy tán thằng bạn của tao là 1 triệu. Quỹ này ai quy định? Quỹ lớp, tao đã đóng rồi. Quỹ này là quỹ khác cô gái à? Quỹ này ban giám hiệu đưa ra hay sao? Lục là của tụi này. Tụi này còn lớn hơn cả ban giám hiệu nữa. Tụi bay còn tiền hả? Qua đây lấy nè. Không cần, vậy cũng không cần tìm tôi đâu. Em không cần, nhưng tôi cần tất cả lên phòng giám thị. Các em hay quá ha. Ở đây là trường học, là nơi tạo ra những mầm non cho tương lai đất nước, chứ không phải là nơi để thu tiền bảo kê. Ngày mai tất cả các em mời phụ huynh hết lên đây cho tôi, nghe chưa? Thầy, nhưng mà em đâu có liên quan tới chuyện này đâu thầy. Em có làm gì đâu. Không có nhân nghĩa gì hết. Không lẽ em đi với 4 người này đánh nhau em không liên quan à? Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan tới em đâu thầy. Tụi nó kiếm chuyện với em trước mà. Oan ức lắm sao mà khóc? Tại sao lúc làm không suy nghĩ mà bây giờ đứng đây khóc? Nhưng dạ thầy, thật ra thì em là người thu tiền của bạn này. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai đâu. Từ ngày mà em vô cái trường này xảy ra rất là nhiều chuyện luôn. Nhất định ngày mai tôi phải nói chuyện với phụ huynh của em mới được. Cảm ơn ông nha. Ba cái thằng anh hùng ảo cứ tưởng vậy là ngon. Nói gì á? Muốn đập nữa hay gì? Tôi vừa mới nghe cái gì mà đập đập ở đây đây. Đạt, em nên nhớ em đang đứng trước phòng giám thị. Mà em còn dở thối côn đồ ra nữa. Ba đứa em đi về đi. Còn em tự đứng đây suy nghĩ về những hành động của mình đã làm. Muốn nói cho nhẹ bớt đi tâm tư. Kiếm tôi chi vậy, có chuyện gì hả? Gì đâu, thì trong lòng buồn buồn tìm người nói chuyện thôi. À, vậy nói đi, chắc có tâm sự gì phải không? Ê, đây có phải là lớp của Đạt Mát không? Lớp kế bên. Phan Đạt,
Quỳnh Thi, chị Đặt Mắt. Tất cả tụi bay nộp tiền bảo kê hết. Tất cả tụi bay khốn hồn thì nộp tiền bảo kê nhanh lên. Mày đi thay, dừng lại đi. Từ nay về sau không cần phải thu tiền bảo kê nữa. Sao vậy đây cả? Tao nói tụi bay không hiểu hả? Cần tao giải thích sao? Mọi người nghe mình nói vài câu. Từ trước đến giờ mình có lỗi với mọi người rất nhiều. Những chuyện như đánh nhau, thu tiền bảo kê hay ức hiếp mọi người chắc chắn sẽ không xảy ra trong lớp A1 này một lần nữa. Hôm nay mình xin lỗi mọi người. Alo. Thôi yên đó. Chú Đạt. Có chuyện gì vậy hả? Thằng Long Ca nó bắt cóc chị Hai rồi. Sao có chuyện đó được? Làm sao tôi biết được? Nó lừa tụi mình đó. Để tôi đi với chú. Gia đình tôi. Các bạn còn nhìn cái gì nữa? Bạn bè đang bị ức hiếp kìa. Đi thôi. Sơn à, em thực sự rất là tôn trọng anh, nhưng mà em thấy tụi Long Ca nó nói đúng, không phải muốn làm trùm trường làm trùm trường đâu anh. Mày sao vậy, nản hả anh Sơn? Em suy nghĩ kỹ rồi, rõ ràng là anh em mình không thể nào vượt qua được sức mạnh của tụi Long Ca và Đặt Mắt được, và chính anh cũng nhìn rõ điều đó mà. Anh em mình gây hấn với tụi nó rất là nhiều, nhưng chưa bao giờ thắng cả. Thay vì á, mình phải kiếm chuyện và gây hấn với tụi nó, lần nào mình cũng thua. Tại sao mình không phải làm bạn với nó chứ? Vậy tao hỏi mày, mày lấy cái lý do gì để tụi nó sẽ làm bạn với mày? Tới rồi hả? Thằng Long Ca đâu? Tao nói rồi, ở cái trường này nếu tao không đứng đầu thì mày sẽ ngồi trên đầu của tao. Ai mà mày nói vậy? Mày tới. Tại sao mày làm như vậy? Dễ hiểu mà. Thằng em tao nói rồi đó, ở cái trường này nếu tao không đứng đầu thì một ngày nào đó mày sẽ đứng đầu của tao. Rốt cuộc mày muốn cái gì? Chị Hai tao đâu? Mày muốn kiếm chị Hai mày hả? À, mày muốn gặp chị Hai mày cái gì?
thể hiện đi. Sao chú lại tới đây? Chú nghĩ sao vậy hả? Đã là anh em với nhau, làm sao mà bỏ nhau được? Chưa kể đã dám đụng đến học sinh trường Ca Gia này thì làm sao mà yên ổn được? Còn ba tụi em nữa, làm hội với nhau hồi nào vậy? Tôi ở trong trường, tụi em nấu đáp với nhau vậy thôi. Nhưng mà nếu ai á đụng đến học sinh trường của em là tụi em đoàn kết lắm. Đúng rồi chị em mà ha. Tụi bay không giận tao hả? Thôi chuyện cũ bỏ qua đi. Tụi bay đoàn kết quá ha. Cả trường chống lại tao. Tao nói rồi, ở cái trường này nếu tao không đứng đầu thì mày sẽ đứng đầu. Để tao coi hôm nay tao thắng hay là mày thắng. Quên chị mày. Đánh tao đúng không? Hả? À, đánh đi, đánh đi Đạt. Đụng tới tao thì sao cũng được, còn đụng tới người thân của tao, tao xin thua. Ba luôn sợ em tụ tập và xin thư. Nhưng qua thử thách này, vậy là sao chị hai? Thì ba đã sai hoàn toàn. Ờ, còn nhóc này hả? Đó là vấn đề của chị. Có bảo nguyên trang luôn ha. Bảo nguyên trang. Dù tình yêu đã cố gắng chân thành, đêm mà lòng người vẫn mang bao dối lừa. Trời ơi, lòng chồng. Sau đêm với tôi quá khó. Anh đang điện thoại đó nha. Với mong yêu thương một nơi thật tâm, cả bên bình yên chẳng bao giờ xa. Với mong yêu thương một nơi cả tay của tôi vẫn qua mang đến nỗi buồn. Đó, kiểu rồi theo Long Cam thì có người Long Cam mà chứng. Em phải xin người kêu bây giờ không? Tôi thù anh em khác là tụi bội bạc.
một hát câu tôi à tôi mà quen em á hát nào tôi giống cái tôi mà bội bạc bỉ mẹ phải hút và phải à bên em hát nào tôi giống mình hạnh phúc tôi mà quen em hát nào tôi giống mình hạnh phúc biết đâu em nhìn tới xong rồi em đi mà ở đây này này à, cái lúc này kịch bản là ông đạo diễn đi chơi với gái rồi này quất anh em còn câu còn câu hàng đó còn câu hàng Rồi 3, 2, 1, diễn. Vẫn biết sẽ cô đơn khi chờ đợi ai. Vẫn biết nước mắt sẽ trong tầm đêm vẫn không mai lên ta. Rồi cười đây, cười đây.